tớ đã rất vui vì có thể gửi tặng các cậu những quyển sách này. Mong rằng các cậu sẽ tận dụng thật tốt. Hy vọng các cậu sẽ có một cuộc đời hạnh phúc, sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất quả đất. Đó là một trong những cánh thư tay được gửi về Màu của Nắng, một dự án thu gom sách vở được lập ra bởi các bạn học sinh thành phố Vinh. Em đặt tên là Màu của Nắng vì là muốn hình ấm áp, xong rồi là hình sẽ răng rưa như mặt trời để tỏa ấm áp cho các em ở trên miền núi còn thiếu thốn đồ dùng học tập. Bọn em kêu gọi nhiều bạn nữa ở khắp mọi nơi trên cả nước, xong rồi là mọi người chúng ta góp sức để dự án đi lan tỏa được nhiều người nhất. Dự án Màu của Nắng được Bảo Chi, Trang Anh và Hà Linh lên ý tưởng, thiết kế fanpage và có các chiến dịch truyền thông cụ thể. Nhìn vào sự tỉ mỉ, chỉn chu của các bài đăng mới thấy sự nhiệt huyết của các bạn với công việc ý nghĩa này. Sau khi xác nhận mẫu đơn đăng ký ủng hộ sách, các bạn tiến hành thu gom. Đối với những bạn ở xa, sẽ được hướng dẫn gửi bằng bưu điện. Chỉ sau một tháng hoạt động, dự án đã nhận về hơn 5.000 quyển sách giáo khoa, sách tham khảo và truyện đọc, hơn 1.000 tập vở mới và rất nhiều đồ dùng học tập thiết yếu khác. Sau khi mà bọn em đã nhận sách từ mọi người thì bọn em có gửi một số phần quà đến các bạn, một cái mail tri ân bao gồm cả giấy chứng nhận với cả phần quà là tài liệu ôn thi. Bọn em có cả tài liệu IELTS với cả là tài liệu các môn chuyên để các bạn có thể học ạ. Điểm đến tặng sách trong dự án Màu của Nắng lần này là xã Quang Phong, một trong những xã miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Quế Phong, Nghệ An. Các điểm trường ở đây vẫn còn thiếu thốn cơ sở vật chất. Học sinh chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, có tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trên 80%. Đặc biệt tình hình vừa rồi thì sách của các bạn bạn đặc biệt là cái sách cũ của chương trình lớp 9 đó, đã khan hiếm bút. Nhà trường cũng vận động các nguồn để mua, rồi là để mà giúp đỡ cho các em có được sách học. Và đợt này thì cái số lượng là đoàn đưa về cho trường, rồi là thấy được rất là nhiều. Và chị thấy là phấn khởi lắm. Sau 5 tiếng bọn em đi từ Vinh đến Quế Phong ở đây thì em cũng vô cùng xúc động khi mà được gặp tất cả các em nhỏ, vì các em có nụ cười rất là tươi, mắt của các em cũng rất là sáng, nên là lúc nói chuyện với các em thì em cảm thấy như trong mình có thêm một cái động lực mô đó để tiếp thêm sức mạnh cho các bạn trẻ cũng như là các em nhỏ trên hành trình học tập trong cuộc sống của mình để có thể tiếp tục vươn lên, trở thành những con người thành công và đóng góp tốt hơn cho xã hội. Những tập sách tuy không phải món quà lớn với mỗi chúng ta, nhưng với các bạn học sinh vùng cao thì đó là những tình cảm đáng trân quý, tiếp thêm động lực cho các bạn ấy trên con đường chinh phục tri thức. Với những bạn trẻ trong dự án Màu của Nắng, chuyến đi thực tế này có lẽ chỉ mới là bắt đầu trong hành trình tiếp nối những dự án vì cộng đồng, để những ánh nắng ấm áp của lòng yêu thương sẽ đến với nhiều hơn nữa các điểm trường khó khăn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An. Chắc chiều giọt mưa dần thầy cô đắt những sợi vàng, đem dệt những giấc mơ ngày em khôn lớn thành người, cùng thầy cô vẽ thêm bao nụ cười.